Xin chào bạn, chỉ còn đâu đó khoảng một tuần nữa thôi thì Realme sẽ chính thức giới thiệu chiếc Realme C3 tại thị trường Việt Nam với phân khúc giá cạnh tranh trực tiếp với chiếc VinSmart Joy 3. Và thực tế thì mình đã được trải nghiệm sản phẩm này, làm video trên tay, rồi là test game cho anh em, rồi là điểm AnTuTu như thế nào so sánh với chiếc VinSmart Joy 3 rồi, cũng như là đánh giá nhanh tất cả mọi thứ cho anh em rồi. Nhưng theo quy định thì mình chưa được phép lên những cái video kiểu như là có sản phẩm trực tiếp trong cái video á, cho nên mà anh em lại hỏi mình quá là nhiều. Chính vì vậy mà mình quyết định làm một cái video không cầm cái chiếc Realme C3 đó, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái gì mà các bạn đã thắc mắc trong thời gian vừa qua ngay trong cái video ngày hôm nay. Và nếu các bạn vẫn tiếp tục có câu hỏi gì liên quan tới chiếc C3 thì cũng có thể là comment ở phía dưới video nha, mình sẵn sàng trả lời tất cả các bạn luôn. Intro nào. Và nếu anh em quan tâm tới những sản phẩm của Realme cũng như là smartphone thì có thể ghé qua hệ thống Di Động Việt. Hiện tại thì hệ thống Di Động Việt đang phân phối một số dòng smartphone đến từ nhà Realme cũng như là rất là nhiều những smartphone đến từ các hãng khác với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ muốn trả lời các bạn cái câu hỏi, đó chính là cái phiên bản Việt Nam nó có khác gì so với là phiên bản Ấn Độ hay không. Thì nó sẽ có hai điểm nâng cấp rất là lớn, với cá nhân mình nó rất là lớn rồi. Thứ nhất đó là cái phiên bản Ấn Độ á, thì chúng ta sẽ không có cảm biến vân tay bên sau này. Bên cạnh đó thì phiên bản Ấn Độ chúng ta cũng chỉ có hai camera phía sau mà thôi. Nhưng cái phiên bản Realme C3 chúng ta còn tạm gọi là phiên bản VNAD thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay đặt ở mặt lưng này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được bổ sung thêm một cái camera sau nữa, tức là chiếc máy này sẽ có tới 3 camera nha các bạn, 3 camera luôn. Và về mức giá thì mình có thể tiết lộ luôn cho các bạn là mức giá của chiếc Realme C3 nó sẽ cao hơn so với phiên bản cao cấp nhất của chiếc VinSmart Joy 3, nhưng nó sẽ dưới cái mức giá là 3 triệu đồng nha các bạn. Và trong cái chương trình mà pre-order chúng ta sẽ được tặng thêm một cái voucher nữa trị giá khoảng từng này. Đó, mình không dám nói thẳng ra nhưng mà các bạn sẽ được tặng thêm một cái voucher, và đâu đó mức giá nó lúc này thì nó lại bằng với cái phiên bản cao cấp nhất dành cho chiếc VinSmart Joy 3. Như vậy là các bạn cũng biết là mức giá của nó dự kiến là bao nhiêu rồi đúng không ạ? Và tiếp theo mình sẽ muốn chia sẻ với bạn về cái thiết kế đi. Thiết kế thì so với cái phiên bản Ấn Độ thì cái phiên bản Việt Nam mình đặt ở ngay bên bàn này mà mình không dám sâu thôi, thì nó sẽ khá là giống thôi. Tuy nhiên nó sẽ có một vài những cái điểm khác biệt nho nhỏ. Thứ nhất là chúng ta có 3 camera mà, và cái thiết kế của cái cụm camera này nó giống như kiểu là ở trên chiếc Realme 5i các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cái vòng tròn với hai cái vòng màu vàng, đi kèm phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm cái dòng chữ là F1.8 này, và bên cạnh đó nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái chữ ở bên cạnh đặt song song với cái dòng chữ là AI Super Camera, tức là cái sản phẩm này Realme bên cạnh cái việc mà nhấn vào cái thông số cấu hình thì nó sẽ cũng nhấn rất là mạnh về cái khả năng chụp camera của nó. Mình thì mình cũng mới chỉ chụp nhanh cái sản phẩm này thôi, cho nên là mình sẽ hẹn các bạn ở cái video đánh giá chi tiết chiếc máy này ra. Trong khi đó thì về cái thiết kế thì cái mặt lưng của chiếc Realme C3 mình sẽ có thể cà cho các bạn nghe này. Các bạn có nghe được cái gì không ạ? Nó rất là giống với chiếc Realme 5i, nó cũng có cái khả năng tia ánh sáng ra. Tuy nhiên thì khác với chiếc Realme 5i á, thì những cái tia sáng nó sẽ bắt đầu từ cái logo của Realme, thì ở trên cái chiếc Realme C3 nó sẽ bắt đầu chia ra, những ánh sáng bắt đầu chia ra ở ngay cái cụm camera, ngay cái ba camera đó luôn nha. Đó là về cái thiết kế phần sau thì nó có một chút khác biệt so với là cái phiên bản dành cho thị trường Ấn Độ này. Còn về cái phần mặt trước thì nó cũng giống hệt với phiên bản Ấn Độ mà thôi. Chúng ta vẫn có kích thước màn hình là 650 inch, chúng ta vẫn có độ phân giải màn hình dừng lại ở mức là HD+. Dưới 3 triệu đồng thì các bạn đừng có thể đòi hỏi là tiền ít mà đòi hít đồ thơm được. Không thể đòi hỏi nó là ở Full HD đâu nha các bạn. Không thể là Full HD cộng được đâu. Dưới 3 triệu chúng ta chỉ có những chiếc điện thoại mới chính hãng thì cũng chỉ là HD+ mà thôi. Và về chất lượng màn hình của con máy này thì mình phải đánh giá nó rất là tốt trong cái tầm giá. Nó có độ sáng màn hình rất là cao, lên tới là 480 nits các bạn, 480 nits, cho nên các bạn có thể là thoải mái ra ngoài đường sử dụng con máy này mà không lo gặp bất kỳ một cái trở ngại gì, không lo chúng ta bị đau mắt. Và cái màn hình của nó thì cũng là màn hình IPS LCD, cho nên là cái trải nghiệm mình thấy là màu sắc hiển thị cũng rất là tốt, góc nhìn rộng. Và hôm sau trong cái video trên tay thì các bạn sẽ biết chính xác lời nói của mình có chính xác hay không nha. Còn về phần camera thì các bạn có thể thấy là toàn bộ thông số đang hiển thị ở trên màn hình rồi. Chúng ta có camera trước như thế nào và ba camera sau thì bên nhà Realme khác với VinSmart đó chính là họ bổ sung thêm một cái camera macro. Macro là một trong những cái xu hướng đầu năm 2020 mà rất là nhiều những chiếc điện thoại tầm trung đã có rồi. Và bây giờ thì bên nhà Realme cũng áp dụng nó dành cho cái phiên bản Realme C3 ở thị trường Việt Nam. Cho nên là nó sẽ phân hóa người dùng, những bạn nào mà thích camera ống rộng thì bạn sẽ chọn VinSmart Joy 3. Những bạn nào mà thích cái camera macro, chụp macro thì bạn sẽ chọn chiếc Realme C3 nha. Rồi, đó là về thiết kế, về cái chất lượng màn hình mình có thể là chia sẻ nhanh với các bạn như vậy rồi. Còn về hiệu năng thì như thế nào? Hiệu năng nó mạnh lắm các bạn ạ, mạnh luôn á. Và nó có thể chiến liên quân
rất tốt ở cái tốc độ khung hình là 30fps. Mình đã thử test rồi thì con máy này không thể bật được 60fps nha các bạn, mà chúng ta chỉ có thể bật được là 30fps mà thôi. Tuy nhiên cái phần chất lượng hiển thị chúng ta vẫn có thể kéo lên được cao nha các bạn, chứ không phải là ở trung bình nha. Chúng ta phần chất lượng hiển thị chúng ta vẫn có thể là kéo lên được cao. Bên cạnh đó thì khi mà mình chơi game ở trên chiếc Realme C3 với cái tựa game Liên Quân Mobile thì mình thấy FPS của nó duy trì rất là tốt nha. Mình đánh 5x5 thì mình thấy là FPS của nó luôn luôn duy trì ở trong cái mức là từ 29 cho tới là 30. Nói chung là với Liên Quân Mobile thì FPS của nó rất là ổn định này. Bên cạnh đó một cái điểm mà mình cũng rất là hài lòng ở trên chiếc Realme C3 trong quá trình mà mình trải nghiệm, mặc dù mình chưa được sâu máy cho các bạn, đó chính là nhiệt độ của nó rất mát, giống như kiểu là mình chơi khoảng tầm là 15 phút mà mình chả thấy có bất kỳ một cái cảm giác gì về cái nhiệt độ của nó tăng lên các bạn ạ. Nhiệt độ của nó rất là mát luôn. Và hôm sau thì mình sẽ test kỹ hơn cho các bạn về phần nhiệt độ ở trong cái bài test game nha. Mình sẽ show cho các bạn kỹ hơn về cái phần test game. Trong khi đó với cái tựa game PUBG Mobile thì chúng ta có thể bật được lên cái mức là HD và cao nha các bạn. So với là ở cái vi xử lý Snapdragon 632 ở trên chiếc VinSmart Joy 3 chúng ta không thể bật được lên cái chế độ đó. Nhưng mà ở trên chiếc Realme C3 chúng ta đã bật được lên cái chế độ là HD và cao. Có khi mà chúng ta chuyển xuống chế độ Smooth thì máy có thể là bật được lên cái chế độ là cực cao, mặc dù là không thể bật được lên cái chế độ là 60 khung hình trên giây. Nhưng với cá nhân mình thì với một chiếc điện thoại dưới 3 triệu đồng như vậy là quá là ok rồi. Còn về trải nghiệm game như thế nào thì mình sẽ hẹn các bạn ở trong một cái video khác, một cái video mình chia sẻ kỹ hơn về cái khả năng chiến game PUBG Mobile ở trên chiếc Realme C3. Nhưng mà thực sự thì phần setup của nó như là rất là tốt rồi. Mình có test game qua chơi với cái đấu trường sinh tử á, thì mình có test thấy thì khi mà mình set ở cái mức cấu hình cao nhất thì nó vẫn chơi rất là mượt mà. Đó là về phần cấu hình thì nói chung là cấu hình nó rất là ngon. Phiên bản bán ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Còn về cái phần pin thì chúng ta vẫn có viên pin là 5000mAh và chúng ta không hỗ trợ sạc nhanh nha. Cái chiếc Realme C3 nó khác với VinSmart Joy 3 là nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh. Bên cạnh đó thì Realme cũng chỉ sử dụng cái chuẩn kết nối là micro USB cho chiếc C3 mà thôi, chứ chưa được chuyển lên sử dụng cái cổng là USB Type-C. Đây là một cái điểm khá là thiệt thòi cho cái sản phẩm này nếu mà chúng ta muốn so sánh nó với chiếc VinSmart Joy 3. Rồi, đó là về những cái thông tin xoay quanh về cấu hình cũng như là thiết kế chất lượng màn hình mà mình có thể là chia sẻ ngay lập tức cho anh em được rồi. Bên cạnh đó một cái điểm mà mình cũng rất là ấn tượng ở trên cái sản phẩm Realme C3 sắp tới ra mắt, đó chính là nó sẽ có cái loa chất lượng âm thanh của nó. Với cá nhân mình, độ trong trẻo cũng như là cái lượng bass á, nó tốt hơn so với là Joy 3. Hôm sau thì mình sẽ gửi đến các bạn bài so sánh chi tiết, nhưng ở thời điểm hiện tại mình có thể là chia sẻ như vậy nhanh cho anh em nào đang mong chờ mua chiếc Realme C3 thì có nên mua hay không. Thì mình nghĩ là các bạn nên chờ đợi chiếc máy này đi. Đây là một chiếc máy có khả năng chiến game ở thời điểm hiện tại mình thấy là rất là tốt. Mình có thử test sơ qua thôi thì mình thấy là với cái tựa game là PUBG Mobile á, thì mình thấy là cái sự chênh lệch nhau về cái tốc độ vào giữa VinSmart Joy 3 và chiếc Realme C3 nó chênh nhau đó khoảng 1 giây thôi. Nhưng mà mình đã test khoảng tầm là 3 lần so sánh speed test khi mà vào cái tựa game Liên Quân Mobile giữa chiếc VinSmart Joy 3 và chiếc Realme C3 thì mình thấy là nó chênh nhau khá là nhiều đấy. Chênh nhau từ 5 cho tới là 9 giây là các bạn ạ. Chiếc Realme C3 nó rất là mạnh khi mà chúng ta vào với tựa game là Liên Quân Mobile. Hôm sau thì mình sẽ gửi đến các bạn bài speed test cụ thể nha. Ở thời điểm hiện tại mình có thể là chia sẻ nhanh với các bạn như vậy thôi. Còn các bạn mong chờ gì hơn nữa và các bạn có bất kỳ một câu hỏi gì liên quan tới chiếc Realme C3 thì có thể là comment ở phía dưới video và mình sẽ sẵn sàng trả lời tất cả những thắc mắc đó dành cho anh em. Còn bây giờ nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại bật like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể là nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ, bye bye.